biết biết nữa là gì sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Hải Phong. Ca khúc được mang tên Bay, một ca khúc khá quen thuộc với tất cả các chị em bên dưới là. Người thế giới thứ ba chúng em sẽ đưa má của Tóc Tiên đến nơi chính cũ và chúng em chơi tới sáng luôn quý vị ơi. Vỗ tay lớn lên đi ạ. Cùng lắng nghe lại một ca khúc nữa, một ca khúc sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Hải Phong, ca khúc mang tên Cậu Ấm, một ca khúc thật là sôi động ngày hôm nay. Vương xin lỗi và cũng như là nói lỗi với tất cả khán giả ở bên dưới. Và một ca khúc nữa sẽ là một ca khúc cuối cùng mà Huy gửi tặng đến Harry ngày hôm nay, ca khúc mang tên Cậu Ấm. Xin mời cùng lắng nghe. Vương Vi sẽ hát tên tình khúc Cậu Ấm. Chút xíu Thảo Dược sẽ hát yến khớ và nhảy yến khớ để coi quý vị có đồng ý không nhỉ? Vỗ tay lên. Chúng ta là tay có thì khẽ lắm nha hôm. Chúng ta dựa tay chạy hướng khớp, bước cấp và móc mắt luôn dẫn vào anh Lâm Trần. Chúng ta ngồi với hoài lần hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.
người đẹp như ngọc, giơ tay lớn lên. Trang giá của người đẹp như ngọc vỗ tay lớn lên đi. Bây giờ đêm hai cũng là đêm cuối thì Như Ngọc là chuyện với Bắc Tiên thì Như Ngọc thì không biết nói cái gì lời cái gì hơn. Nếu mà ngày chưa buồn hôm nay thì Như Ngọc rất là xúc động là như thế nào, xúc động là thấy được một chị em hội tụ gì đây. Nó hết là nói chung là nó đi tổng khác lại là ngày chưa buồn có mẹ Tóc Tiên mà tất cả chị em mà gây là nói chung là tiếng của Việt Nam mình là BD đó bóng đá không mà đó hội tụ đây cho Như Ngọc rất là mừng, rất là vui. Nhưng mà ngày hôm nay á là ngày chia buồn của mẹ Tóc Tiên, dù có được chụp hình cho mình đứng tung lên mạng kỳ lắm nha, không có được chị đi dập da không nói được đứng tung lên mạng chị dập da không đó nha. Thì Di Ngọc á là chị của Tóc Tiên, một người chị đã từng hồi xưa với Tóc Tiên là từng đã từng khổ, ngày nay hát được hoặc là được một trưởng thành, một người để cho xã hội công nhận được là mình là một giới tính, tại vì ai cũng được công nhận, ai cũng được thích Tóc Tiên, cũng ai cũng được thích Ngọc hết. Chị em có bằng hồi xưa nhớ hai chị em mình, trời ơi lúc mà đi hát vào chợ khổ cũng chết luôn á, xách nước ra. Để từ để chị nói cho, bữa nay hôm nay chị mừng lắm, chị qua kiểm cái được cái chợ, có lỗi cho em biết sao chị bị bệnh, nhưng bữa nay cỡ nào chị cũng đi đến với em trơn á. Nhưng mà hôm nay cái chuyện chị nói đời người có sinh là phải có tử, cho nghe chị nói không, có sinh là phải có tử, nhưng mà em á mẹ mất rồi thì ngày vui hôm nay thì được anh chị mà nói chung là tổng bác anh chị em mình rồi tất cả bà con hàng xóm hoặc là các anh chị em mình đến đây là vui rồi, thì chị nói một nói một lời câu, em nói một câu thôi. Vâng, và cũng như thay mặt tiếng hát cũng như người đẹp Như Ngọc và toàn thể anh em và Tóc Tiên xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Cũng như chị nói những cái lời rồi. Thế bây giờ nói nhiều quá, nói Như Ngọc nói nhiều phải không? Giờ bữa nay bà Như Ngọc nói nha, bây giờ ai mà say á là cũng gắng ở lại. Rồi, cái ở đây là